Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Bayer Munich giành chiến thắng 12, không ở cúp quốc, quốc gia Đức. Mặc dù chỉ sử dụng đội hình dự bị, nhưng Bayer Munich đã suốt tông lưới đối thủ Borussia SV tới 12 lần trong trận đấu ở cúp quốc, quốc gia Đức diễn ra vào dạng sáng nay, ngày 26 tháng 8. Cúp quốc, quốc gia Đức đã khai màn ở vòng đấu đầu tiên vào dạng sáng nay, ngày 26 tháng 8, trong đó nhà vô địch băng Z-Liga chỉ phải gặp đối thủ đến từ giải hạng năm ở nước này là bờ MSV. Không ngạc nhiên khi huấn luyện viên Julian Naman cất hầu hết những cầu thủ trụ cột trên ghế dự bị. Thậm chí tiền đạo Robert Lewandowski còn không được đăng ký trong danh sách. Thế nhưng tranh lệch đẳng cấp giữa hai đội bóng quá lớn khiến Bayern Munich dù thi đấu nhàn nhã vẫn tạo ra một cơn mưa bàn thắng với tỷ số đậm nhất trong lịch sử quốc quốc gia. Đức, phút thứ 8, Bayer vượt lên nhờ công Pomo, sau nỗ lực đưa bóng vào trong của Sen, chân sút người Camozun xoay người dứt điểm tung nóc lưới bờ SV. 8 phút sau đó, tài năng trẻ Musiala nâng tỷ số lên 2, không cho Bayer sau pha bật tường với Pomo và dứt điểm chéo góc gọn gàng. Để thua sớm hai bàn, BZM SV dù rất nỗ lực nhưng đẳng cấp kém quá xa so với Bayer khiến đội chủ nhà đành chấp nhận làm bia tập bắn. Đến phút 27, A đá phản lưới nhà giúp Bayer dẫn trước 3-0. Phút 28 và 35, Pomo ghi thêm hai bàn để có được hat trick ở trận này. 5 đến 0 là kết quả cuối cùng của hiệp 1 tỷ số hiệp 2 còn nhiều hơn cả hiệp 1 khi đội bóng BGMSV đã hoàn toàn buông xuôi. Timan gia tăng cách biệt lên thành 6 đến 0 ở phút 47 cho Bayer sau tình huống cướp bóng rồi dứt điểm gọn gàng ở cự ly gần. Một phút sau, Musiala có bàn thứ hai ở trận này để giúp Bayer có được lợi thế 7 đến 0. Bayer tiếp tục màn tra tấn trên sân Estadio bằng việc chút thêm 5 bàn vào lưới chủ nhà. Lesen, Michael Kuisan, Nasa, Kozentin Toli so là những người lập công. Pomo cũng đánh dấu ngày thi đấu đại thành công với việc hoàn tất cú poker ở phút 82. Anh trở thành cầu thủ Camozun đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận đấu cho Bayer. Về phía bờ SV, họ không những không ghi được bàn mà còn phải chơi thiếu người ở phút 76 khi Nobile nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Trung cuộc, Bayer thắng bờ SV với tỷ số 12, không để đi tiếp ở Cúp quốc, quốc gia Đức 2021-2022, Sông Lam.